Đưa nhỉ? Đối tượng của kiểu của thành thành Spelonga có cả chữ đấy anh ạ. Này có chữ đấy mà. Ghế đỏ đấy là biển khác ạ, đấy biển Uska. Ở đây có số 8 còn thích nè. À, đúng rồi, thì ở nhà số 8 này này. Có ai đánh đàn đấy? Ô, phố lên đèn rồi kìa. Phố lên đèn rồi. Ôi, nhìn phố đấy. Wow, hay đấy nhỉ. Via Itripa. Đẹp nhỉ. Số 4. Via là đường hay sao ấy? Hi Vin đã rồi. Hello Vin. Nói một câu này.